Thưa anh chị em, khi nghe các bài kinh thánh hôm nay thì tôi nghĩ đến ba cuộc khổ nạn. Thứ nhất là cuộc khổ nạn của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất mà ngài diễn tả là suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con. Cuộc khổ nạn thứ hai đó là của Chúa Giê-xu, như Chúa Giê-xu tiên báo trong bài tin mừng. Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ bị bắt bớ, sẽ bị đánh đập và bị giết chết. Còn cuộc khổ nạn thứ ba nữa là bởi vì hôm nay ngày 29 tháng 8 đúng theo lịch phụng vụ là lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Chúa Giê-xu, tiên tri Giê-rê-mi-a và thánh Gioan Tẩy Giả là ba khuôn mặt lớn trong kinh thánh Kitô giáo, và cả ba vị đều phải trải qua cuộc khổ nạn. Vậy thì tại sao lại như thế? Và khi phải đối diện với những đau khổ trong cuộc khổ nạn thì các ngài phản ứng làm sao? Tôi mời anh chị em ít phút dừng lại để suy nghĩ với nhau. Tại làm sao các ngài phải chịu khổ nạn? Tiên tri Giê-rê-mi-a sống vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giê-xu, và lúc bấy giờ ngài loan báo là Chúa sẽ dùng tay của đế quốc Babylon mà trừng phạt dân của Chúa vì họ có tội là bỏ Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo. Đương nhiên những người lãnh đạo dân Chúa nghe như thế là họ khó chịu lắm. Thời này gọi là phản động đấy. Thế cho nên là họ ra lệnh bắt ông Giê-rê-mi-a rồi thả xuống một cái giếng cạn cho chết luôn ở đó. Nghĩ lại không biết sao đó, là họ lại kéo tiên tri lên nhốt ở trong tù. Và tiên tri Giê-rê-mi-a nói rõ ràng ở trong bài đọc thứ nhất, anh chị em nghe này: suốt ngày có nên trò cười cho thiên hạ. Không những là nên trò cười cho thiên hạ mà còn là bị giết chết, bị đe dọa. Với Chúa Giê-xu thì mỗi năm thứ sáu tuần thánh chúng ta đều nghe đọc bài thương khó, cho nên anh chị em biết hết rồi. Tôi chỉ nhắc lại một chút thôi, là Chúa Giê-xu nói rất rõ trong lời tiên báo của ngài: ngài lên Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra. Mà những ông này là ai? Những ông này là hàng lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ kết án Chúa Giê-xu nói phạm thượng và họ muốn tử hình Chúa Giê-xu. Nhưng họ không có quyền ra án tử hình, bởi vì lúc đó những người có quyền là tổng trấn Roma. Thành thử ra họ mới tố cáo Chúa Giê-xu lên tổng trấn của Roma là ông Phi-la-tô, và vu cáo cho Chúa Giê-xu một cái tội danh về chính trị và gây áp lực để buộc Phi-la-tô phải lên án tử hình Chúa Giê-xu, cho dù Phi-la-tô nói rằng ta không thấy ông này có tội gì để lên án. Còn thánh Gioan Tẩy Giả thì sao mà chết? Thánh Gioan Tẩy Giả sống thời của vua Herode. Ông vua này lại mê một người phụ nữ là bà Herodia, nhưng khổ một nỗi là bà này lại là vợ của người anh nhà vua, mà hai người gian díu với nhau. Thánh Gioan Tẩy Giả lên tiếng can ngăn làm cho họ khó chịu. Họ có quyền mà, nhốt luôn Thánh Gioan vào trong tù. Và vào một dịp lễ, bà Herodia này xúi giục vua Herode ra lệnh chém đầu Thánh Gioan Tẩy Giả.
Tại sao mà cả ba đấng đều chịu khổ nạn như vậy? Thì câu trả lời rất là rõ ràng: vì lời Chúa thôi. Vì rao giảng lời Chúa, và lời Chúa mà các ngài rao giảng đấy lại chạm đến cái quyền lợi của những người quyền thế lúc bấy giờ, cho nên họ quyết định thủ tiêu, giết chết cho xong. Vậy thì thưa anh chị em, khi các ngài phải đối diện với những đau khổ và thử thách trong cuộc khổ nạn đó, thì các ngài phản ứng làm sao? Các ngài không dễ dàng để chấp nhận cái chết đâu. Chúng ta nhìn lại từng nhân vật tiên tri Jeremiah. Một đàng đó thì ngài can đảm, ngài rao giảng lời Chúa, nhưng mà rồi khi phải đối diện với những thử thách, những đau khổ như vậy, thì ngài cảm thấy chán nản đến nỗi ngài viết đây này: con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến Chúa nữa, cũng chẳng nhân danh Chúa mà nói nữa. Anh chị em thấy không? Giảng làm gì mệt quá, giảng làm gì khổ quá. Cho nên ông ấy tự nhủ là: tôi không nghĩ đến người nữa, mà cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng mà sau đó thì làm sao? Sau đó thì cảm nhận ở trong tâm hồn của mình một cái gì nó thôi thúc, nó xuôi sục không chịu nổi. Và Jeremiah diễn tả thế này: nhưng lời ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim con, ấm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu cho đến phải hao mòn, nhưng mà làm sao con nén được? Rất hay. Diễn tả một cái sự giằng co rất lớn trong tâm hồn. Chúa Giêsu cũng thế. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, và khi làm người là ngài trở nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Cho nên trong thân phận của con người, khi phải đối diện với những đau khổ trong cuộc thương khó, ngài sợ. Ngài sợ và ngài thưa với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin cất chán đắng này xa con. Nhưng mà rồi sau đó thì ngài lại thưa thêm: nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Cho nên anh chị em thường nói về cái cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, trong vườn cây dầu. Nếu mà chúng ta chỉ hiểu hấp hối ở đây á, là Chúa sắp chết á, thì không đúng. Nhưng mà phải dịch cái từ hấp hối ở đây là sự vật lộn với thánh ý của Thiên Chúa. Một cái sự giằng co rất lớn trong tâm hồn. Đến nỗi mồ hôi ngài chảy ra nặng như những hạt máu. Và Thánh Gioan Tẩy Giả cũng vậy. Thánh Gioan Tẩy Giả can đảm lên tiếng can ngăn vua Herode không được làm như thế, bởi vì là không đúng với lời Chúa. Thế nhưng mà đến khi mà bị bỏ tù rồi, ông ấy cũng cảm thấy hoang mang. Ông ấy sai môn đệ của mình đến gặp Chúa Giêsu và hỏi: thế thưa ngài, ngài có phải là đấng sẽ đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác, bởi vì nằm trong tù lâu quá? Tôi phân tích tâm tình của các vị để muốn thưa với anh chị em điều này. Chắc chắn là chúng ta chưa đến nỗi mà phải bị bắt bớ tù đầy vì lời Chúa đâu. Nhà thờ của mình đâu có ai vì đi rao giảng lời Chúa mà bị người ta bắt tù đâu. Thế nhưng tôi tin là mỗi một người Công giáo chúng ta, khi cố gắng để sống lời Chúa thôi, thì anh chị em cũng có một trải nghiệm về sự vất vả, khó khăn khi mình muốn sống lời Chúa đến nơi đến chốn. Tại sao vậy? Vì cuộc sống của con người chúng ta là một chuỗi dài những chọn lựa lớn có, chọn lựa nhỏ có, rất nhiều chọn lựa. Và khi chọn lựa,
Anh chị em dựa vào tiêu chuẩn nào để chọn? Anh chị em dựa vào tiêu chuẩn nào để xác định cái này là tốt và cái kia là xấu? Là người Công giáo, chúng ta dựa vào lời Chúa. Thế thì khi mà mình chọn lựa một điều mà theo lời Chúa cho là tốt đó, thì điều đó cũng có nghĩa là mình phải từ bỏ một cái gì đó. Một người đã có vợ mà lại quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác, bây giờ chọn lựa lại để sống cho đúng lời Chúa, thì cái chọn lựa đó hàm nghĩa phải từ bỏ cái quan hệ bất chính hiện nay, có đúng không? Và sự từ bỏ nào nó cũng đầy đau đớn. Tội lỗi đấy nhưng mà nó êm ái quá. Tội lỗi đấy nhưng mà nó hấp dẫn quá, nó ngọt ngào quá. Cho nên từ bỏ nó không phải là dễ dàng. Và vì thế chúng ta cũng cảm nhận trong tâm hồn của mình một sự giằng co, một cuộc xung đột, và đôi khi rất mãnh liệt mà kéo dài qua năm tháng vẫn không chọn lựa được. Đấy, những lúc đấy, những khi mà phải chọn lựa để sống theo lời Chúa mà mình phải từ bỏ điều gì đó và mình cảm thấy rất là khó khăn, thì thưa anh chị em, hãy nhớ đến những bài kinh thánh ngày hôm nay. Hãy đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, của tiên tri Giê-rê-mi-a, của thánh Gioan Tẩy Giả để làm gì? Để soi rọi cái cuộc đấu tranh nội tâm, cái sự giằng co trong tâm hồn của chúng ta, để thấy rằng chúng ta không phải là một người duy nhất mà phải chịu sự giằng co đó, nhưng mà các đấng đi trước đã trải qua sự giằng co đó, và đồng thời các ngài là tấm gương, là động lực để khuyến khích, thúc đẩy chúng ta sống đến cùng cái chọn lựa đi theo Chúa. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai dám mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Amen.